Theo thông tin từ người chia sẻ, đám cháy xảy ra tại một kho chứa đồ tiệc cưới tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Đoạn clip được ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bay lên che kín một góc trời. Nhiều người dân có mặt tại đó nhưng đám cháy quá lớn nên đành bất lực, không hỗ trợ được gì. Cảnh tượng đám cháy khiến cho ai xem cũng phải sợ hãi và lo lắng thay cho gia chủ. Cũng theo người đăng tải đoạn clip thì vì đám cháy quá lớn nên toàn bộ kho chứa đồ cho thuê tổ chức sự kiện tiệc cưới đã bị thiêu rụi. Tài sản 10 năm cố gắng làm lụng, tích góp của đôi vợ chồng cũng đã hóa thành tro tàn. Rất nhiều người đã bình luận và chia sẻ với cặp đôi bị thiệt hại bởi bà hỏa này.